Để demo cho cái dòng form này thì các bạn sẽ có thêm một cái khái niệm nữa là mảng. Cái này giống đông si. Mảng. In mở đóng ngoặc. Khai báo kiểu mảng. In ARR. Tên mảng. Được khởi tạo một mảng kiểu in có 10 phần tử. Nhớ không? Mai mốt chấm bài thầy hỏi dòng này nói gì vậy? Là các bạn phải diễn tả được giống như thầy đang nói. Tức là các bạn hiểu thì các bạn mới diễn tả được. Diễn tả gì? Đây là kiểu mảng có kiểu là in, tên mảng là intarr, được khởi tạo 10 vị trí, tức là 10 cái khung. Cái mảng này có 10 10 giá trị nhưng mà chưa có giá trị, mới khởi tạo thôi. Đó là hàm này là mới khởi tạo một mảng in có 10 giá trị. Random r bằng new random, tức là khai báo một cái biến r lấy cái class là random, để tí nữa lấy số nguyên. Dùng dòng for chạy từ 0 cho đến nhỏ hơn 10, tại vì trên này mình khai báo 10 phần tử. 10 phần tử thì mình chạy nhỏ hơn 10. Và cái mảng đó mình lấy là R net 1 đến 10. Tức là tạo ngẫu nhiên một số từ 1 đến 10. Rồi gán vô cho cái mảng. Đó. Còn không thì mình cứ khởi tạo một cái mảng được gán giá trị ban đầu thôi. Mình không cần phải phức tạp như thế. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có in mở ngoặc vuông. Mở ngoặc vuông một cái mảng nguyên đó, thay vì người ta ghi là in ARG thì mình ghi là mảng nguyên được khởi tạo bằng 2 7 8 9 đó. Xong. Thay vì là mình khởi tạo ngẫu nhiên rồi gì đó phức tạp thì mình dùng này mấy số đây? 6 số, và thực ra cũng không cần quan tâm mấy số. Tại vì mình đang chuẩn bị dùng for each. Không cần quan tâm nó bao nhiêu số cả. Kệ, không quan tâm. Như vậy chỗ này chúng ta chỉ có là for each kiểu biến trong danh sách. Kiểu gì? Tức là phải tương ứng với kiểu của mảng. Biến là tên biến trong cái danh sách đó. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ sử dụng là gì? For each. Rồi kiểu, tại vì bên trên mình xài kiểu nguyên. Biến là số. In mảng nguyên. Lấy từng giá trị trong mảng nguyên ha, lấy từng giá trị trong mảng nguyên và chúng ta sẽ in cái mảng đó ra, in cái giá trị đó ra. Mình in trước đi rồi mình cách sau. Như vậy mình lấy cái số cộng hết. Nó là for each. Được chưa? Rồi, xuống này mình sẽ console chấm rick key để cho nó đứng lại cho nó đẹp tí xíu, nãy giờ nó chạy nhiều quá, chạy lung tung quá. Mình cho tạm thời cái này nó chú thích đi, mình chỉ quan tâm đến cái này. Một mảng được khai báo trước và mình dùng for each để mình xuất giá trị của mảng ra, và cái mảng này có độ dài bao nhiêu không cần quan tâm. Không cần quan tâm mảng là có độ dài bao nhiêu. Được ha? Không cần quan tâm mảng có độ dài bao nhiêu. For each mà nó duyệt từng từng phần tử
và nó xuất ra. Được không? Ok. Đó là lệnh for it của mình. Đây. Các bạn xem lại cái đoạn code này. Đơn giản vậy thôi. Ở trong cái bài demo là người ta đang cho các bạn sử dụng thêm cái phần random để tạo các số random ngẫu nhiên từ 1 đến 10 gán vô. Nhưng mà vậy thì nó rối. Bây giờ cái lệnh for it nó chỉ vậy thôi đó. Mình chỉ quan tâm cái lệnh for it thôi. Còn cái thằng random từ từ tính. Kịp không? Kịp không? Dưới. Kịp không? Không sẽ ok, câu hỏi hay. Bây giờ nếu mà thầy không có cái dòng 27 thì thầy lấy gì thầy demo? Bây giờ cái lệnh for each là để nó duyệt từng phần tử của mảng hoặc là phần tử của danh sách. Mà bây giờ thầy không có mảng, không có danh sách thì thầy lấy gì thầy demo? Thì thầy phải tạo trước một cái mảng, mục đích là nó phục vụ cho cái lệnh for each. Vậy thôi. Cái dòng số 27 mục đích là tạo ra cái dữ liệu để cho cái đoạn phía sau demo. Chứ không có lấy gì demo bây giờ. Rồi, hỏi tiếp. Nếu như mình không dùng for at, mình dùng for bình thường được không? Mình dùng for bình thường được không? Ừ. Nếu mà chỗ này dùng for bình thường thì mình phải biết cái gì? Độ dày mảng. Độ dày mảng. Thì bây giờ mình sẽ for INTI bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn mảng nguyên chấm len. Được chưa? Rồi, tương tự. Chỗ này console xuất cái gì giờ? Xuất cái gì? Làm gì có số? À, mảng nguyên thứ thứ y. Đó là hai cái lệnh xuất. Các bạn so sánh thử hai lệnh xuất này có gì khác. Vậy thôi. Ở trên là for bình thường, ở dưới là for it.